Thưa quý vị, vừa qua tại Nghệ An, trong lúc đào móng làm nhà, một người dân đã phát hiện tảng đá có hình giống con rùa, sau đó bán với giá 100 triệu đồng. Đến nay có người trả 1 tỷ đồng. Mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin người đàn ông ở xóm Đồng Hoành, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An trong lúc múc đất làm móng nhà thì phát hiện tảng đá có hình thù lạ giống con rùa. Sau khi được đăng tải, hình ảnh này khiến dư luận xôn xao. Tảng đá này sau đó được một người dân địa phương mua lại. Giá mua ban đầu không được tiết lộ. Sau đó, tảng đá tiếp tục được anh LH, sinh năm 1976, trú huyện Tân Kỳ cùng nhóm bạn mua lại với giá 100 triệu đồng. Anh H chia sẻ, chúng tôi đã mua lại tảng đá hình con rùa ở xã Đồng Văn với giá 100 triệu đồng. Cũng có người ở ngoài Bắc điện thoại hỏi mua lại với giá khoảng 1 tỷ đồng, nhưng mọi người nhất quyết không bán. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn Nguyễn Văn Thắng cho biết, chính quyền địa phương chưa nắm được cụ thể về việc người dân đào được tảng đá hình con rùa. Hiện đang cho lực lượng chức năng xác minh thông tin. Thưa quý vị, tự xưng là một tổ chức tôn giáo có giáo lý, giáo luật, có tổ chức mạng lưới chặt chẽ, gồm người dẫn dắt, nhóm trưởng, khu vực trưởng, nhưng Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ lại tiếp cận với người dân, kêu gọi họ trở thành tín đồ bằng những hoạt động núp bóng trò chuyện thân tình, hội thảo truyền dạy cách làm giàu, thực hiện một cách lén lút âm thầm, chứ không hề công khai như các tôn giáo khác. Bằng thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo, một nạn nhân tại thành phố Thanh Hóa đã trở thành đối tượng nhóm truyền đạo trái phép nhắm tới. Những học thuyết ngụy biện về ngày tận thế, về Chúa tái lâm liên tục được các đối tượng gieo rắc vào tư tưởng của tín đồ để họ tiếp tục tham gia hoạt động hội. Điều này là trái ngược hoàn toàn về nguyên tắc hoạt động của các tôn giáo trên thế giới. Không những thế, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ còn yêu cầu mỗi người đã được làm lễ gia nhập, lễ ba tên phải lôi kéo thêm ít nhất một người vào tổ chức, đồng thời phải dâng hiến 1/10 thu nhập mỗi tháng để duy trì hoạt động hội và để xây nhà trên trời theo như chúng tuyên truyền. Trung tá Lê Duy Dũng, trưởng phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoản thu chi này cụ thể như thế nào thì không tín đồ nào được biết. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có thời điểm khoảng 500 người hoạt động trong tổ chức tự xưng là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ với 16 điểm sinh hoạt, tập trung phần lớn ở thành phố Thanh Hóa. Ông Hồ Việt Anh, trưởng ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết, điều đầu tiên ban tôn giáo chúng tôi khẳng định Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động tôn giáo. Các điểm nhóm mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sinh hoạt, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Việc một số nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sử dụng những phương thức, thủ đoạn để lôi kéo người tin theo và ảnh hưởng đến gia đình xã hội đã vi phạm vào Điều 5 của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. Thưa quý vị, Cơ quan Công an Hải Phòng đã bắt được nghi phạm sát hại nữ nạn nhân sinh năm 1994, sau đó bỏ vào bao tải dứa mang ra vỉa hè thuộc phường Đa Phúc, quận Dương Kinh để phi tang gây rúng động dư luận ngày hôm qua. Nghi phạm được xác định là Hoàng Hữu Thịnh, 43 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là người sinh sống tại khu vực gần hiện trường vụ án. Tại hiện trường, nạn nhân được cho vào hai bao tải dứa, một bao tải được chùm từ đầu đến phần thân người, bao còn lại chùm từ phần chân đến lưng nạn nhân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an quận Dương Kinh, Công an phường Đa Phúc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng bước đầu xác định danh tính người phụ nữ trong bao tải dứa là chị VHA, sinh năm 1994, nguyên quán ở Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Ngay trong tối hôm qua, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm Hoàng Hữu Thịnh ra thực nghiệm tại hiện trường vụ sát hại người phụ nữ. Được biết, nạn nhân lấy chồng tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, cùng thành phố Hải Phòng, đã có hai con. Cách đây khoảng một năm, vợ chồng chị N đã ly hôn. Vừa qua, trên địa bàn xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe bồn lật đè vào xe máy khiến hai người chết tại chỗ, một người nhập viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có báo cáo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Theo cập nhật mới nhất, nạn nhân nữ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lào Cai đã không qua khỏi. Nạn nhân 27 tuổi đang mang thai tháng thứ 6. Ngoài ra, hai nạn nhân khác đã tử vong tại hiện trường là người đàn ông 30 tuổi và một cháu nhỏ 2 tuổi. Các nạn nhân đều là người trong một gia đình. Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn,
xe bồn biển số 24C do nam tài xế sinh năm 1989 ở Lào Cai cầm lái trên quốc lộ 4D. Tới km 135 500, chiếc xe bị đổ rồi lật sang bên trái. Ô tô này đè lên hai phương tiện gồm xe máy do nạn nhân cầm lái, trên xe chở theo vợ và con nhỏ, và ô tô bán tải đang đổ trên lề đường. Chiếc xe bán tải sau khi bị đè lên đã bị đẩy đi và va vào một xe máy khác. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát kiểm tra và cho kết quả tài xế xe bồn không có nồng độ cồn và ma túy. Anh này có bằng lái hạng D do Sở Giao thông Vận tải Xây dựng Lào Cai cấp ngày 21 tháng 12 năm 2020 và ký hợp đồng lao động lái xe bồn chở bê tông với công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Lộc từ ngày 16 tháng 5 đến nay. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An vừa cho biết, đơn vị này vừa quyết định truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi, Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba người này tham gia bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác trong vụ án xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai. Trước thông tin này, một trong ba luật sư đã lên tiếng. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ba luật sư nói trên đang sinh hoạt tại tổ chức này. Trong thời gian hành nghề luật sư, những người này chưa từng có vi phạm. Do công an tỉnh Long An triệu tập mà các luật sư không có mặt nên nhà chức trách ra quyết định truy tìm. Luật sư Đào Kim Lân khẳng định với phóng viên, ông vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương. Ngay khi có thông báo tin báo tội phạm liên quan đến các luật sư, ông đã có văn bản phản hồi nêu quan điểm về vụ việc để lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Đồng thời, từ tháng 6 năm 2022, luật sư này có đơn trình bày và kêu cứu đến các cơ quan trung ương. Luật sư Lân nói mình là người tố cáo các cơ quan tố tụng tỉnh Long An. Việc tố cáo thực hiện công khai và được các cơ quan trung ương tiếp nhận, chuyển về Long An nhưng đến nay chưa có câu trả lời. Trong trường hợp cần xác minh làm rõ, luật sư Lân cho rằng đó là Bộ Công an hoặc Công an thành phố Hồ Chí Minh nơi ông Lân cư trú chứ không liên quan tới Công an Long An. Về phía Công an tỉnh Long An, căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đơn vị này đã có giấy triệu tập các luật sư 3 lần để giải quyết tin báo về tội phạm, nhưng cả ba đều vắng mặt, không thông báo lý do. Công an phường, nơi những vị luật sư sinh sống cho biết họ không có mặt tại địa phương và chưa xác định nơi tạm trú. Theo đó, ba luật sư bị tình nghi có hành vi phát tán trên không gian mạng các đoạn clip, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.